Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Trong hôm nay, dự báo mưa sẽ gia tăng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Quý vị cần cảnh giác với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, cũng như là ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong trời mưa như thế này thì quý vị chúng ta nên mang theo một đôi dép để đi thay thế, đặc biệt là với những quý vị di chuyển bằng xe máy. Điều này thì sẽ giúp cho giày dép của chúng ta luôn được thơm tho, sạch sẽ và không bị ẩm mốc quý vị nhé.